Ok, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ review về một con mô hình, đó chính là TM Rust, một nhân vật khá là nổi tiếng trong WWE bây giờ ha. Và ok, mình sẽ review nhanh gọn lẹ luôn. Đầu tiên mình sẽ nói về cái hộp của TM Rust. Đây là series Elite 31, đã khá lâu rồi. Cảm thấy là lúc này TM Rust vẫn còn ở trong team siêu ha, The Siêu ha. Đó, các bạn thấy là hộp rất là lớn ha, rất là nhìn rất là đẹp. Đây, và đây là mặt sau có vài dòng chữ là nói về thông tin của Diem Rush đó. Ok, và đây là các nhân vật trong chung một cái series 31 này. Ok, mình vô review nhanh luôn. Thì Diem Rush này á, thì nói chung á là cái bản này nhìn rất là đẹp, và cái mặt của Diem đó, đó nhìn khá là ngầu so với các series mới nhất của Elite ha. Các bạn có nhìn thấy là mặt của Diem đó nè, nhìn sẽ rất là ngầu đó. Tóc bút ra phía sau không phải là tóc xù như bây giờ ha, và mặc áo đen, và đặc biệt là nó có logo của The Shield là ba con chó nè đó, nhìn rất 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 là đẹp. Ok, thì kết khớp á, thì quay qua quay lại thôi, đầu phần đầu và tay thì cũng mang bắn lại và quay xung quanh như các mô hình khác. Khớp bụng rất là chắc, và khớp nói chung là Elite thì các bạn biết rồi, khớp nào cũng rất là chắc. Ok, kết khớp của nó nhìn rất là tốt, bộ đẹp, và những cái chi tiết ở trên cái áo của Diem đó, đó được làm rất là chi tiết ha. Cái gì là cái đó luôn, cái túi quần nè đó nhìn rất là đẹp, thêm găng tay nữa, Diem đó là nhìn rất là ngầu. Ok, mình sẽ nói về đến phụ kiện của Diem Blood luôn. Là các bạn thấy đẹp nhất là hình mình có đeo trên, chứ các bạn thấy là đây là cái dây chuyền của Diem Blood, thêm một cái đai đai America nữa, đai Mỹ á. Đó, đai Mỹ Champion nè, nhìn rất rất là đẹp á, mình sẽ quay rõ cho các bạn thấy. Các bạn thấy là màu nhìn rất là rõ nét. Chỉ có cái chữ là trên mình nó hơi bị mờ mờ thôi. Đeo cũng rất là dễ, và có bạn còn thêm được thêm một cái máy quay nữa. Đây là cái máy quay của Diem Rush nè, mà không biết nó sử dụng ở khi nào luôn, nhìn cũng rất là đẹp ha, nhỏ nhỏ nè, cầm mà rất là vừa tay. Ok, đây bây giờ mình sẽ đeo thử vô vô người, rất là dễ đeo, chỉ cần đeo vậy thôi, tại vì nó là bằng cao su mà nên rất là dễ. Gần gắn vào đai của Elite thì các bạn, nếu mà các bạn nào mà chơi series Elite thì biết rồi, rất là đẹp, rất là chắc, là màu nhìn màu nào ra màu đó luôn, rất là như thật. Các bạn thấy đó, đây xong rồi điểm rớt khi đeo đai vô đó, các bạn thấy là nhìn rất 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 là tuyệt vời ha, bạn ấy nhìn rất là đẹp đó. Chung với team siêu. Các bạn thấy mặt nè, nhìn rất là ngầu, kết khớp thì mình nói rồi, rất là chắc ha. Các bạn có thể nhìn sơ đi khớp của kết khớp ở đó, kết khớp nè, khớp tay, khớp chân nữa ở đây, banh banh vô nè, rất là chắc ha. Các bạn sẽ không sợ bị lỏng, bị hư gì cả đó. Em nói về phần lưng thì mặt sau được cũng rất là đẹp, cơ đô cái kiểu kiểu như là điềm nó bao bó, các bạn thấy sát vào người luôn, rất là đẹp khi được mặc bộ này. Cộng thêm cái máy quay như thế này, thì cái máy quay thì mình cũng nói chung là mình không bao giờ đụng đến cái máy quay luôn, nên là cũng không không biết kiểu cầm nó là cái sao, chắc là kiểu này chắc kiểu này chứ không biết cái cầm luôn. Ok, thì mình trưng bày với cái đai mà nhìn con này rất là đẹp. Và nếu mà các bạn muốn hỏi biết giá luôn đó, thì giá con này hiện tại trên thị trường là rất là cao ha. Cái thời mình mua thì quá trễ rồi, lúc đó siêu tăng rẻ rồi. Đây là mô hình, nói chung là cũng còn là cũ hơn, nên giá mình mua giá là 1,5 triệu, khá là đắt. Còn bây giờ thì sao nữa thì mình không biết nữa, chắc giá cũng khá là cao, tại vì bộ này chúng mới siêu mà, ba con siêu luôn, ba trong ba con siêu này là con đắt nhất á, đẹp nhất.
Rồi. Ok, cảm ơn mọi người đã xem clip của mình á. Có thể thấy hay, có thể muốn xem nữa thì cứ đăng ký ủng hộ kênh mình. Cảm ơn mọi người đã xem review này.